Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ Westminster, anh Tuấn Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng được phát đi trực tiếp với quý vị ngay tại Lido Sài Gòn TV, bật tần 56.7, và chúng ta cùng đến với phần tin của ngày thứ 3 và cũng là ngày 3 tây tháng 7 trong tuần, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày pre-July of 4, tức là trước một ngày của ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng xin được gửi đến tất cả quý vị khán thính giả những tin tức về dự báo thời tiết. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, cái đầu tiên mà chúng tôi thấy được đó là một cái dấu chấm đỏ của bên phía sở dự báo thời tiết, và những cái thông báo này cho biết rằng cảnh báo về nhiệt độ tăng cao tại khắp các thành phố ở ngay tại Nam California và kéo dài tận đến San Diego, kính thưa quý vị các thính giả. Tin tức cho biết rằng khoảng từ hôm nay bắt đầu cho đến thứ 6 và thậm chí kéo dài sang đến thứ 7 và cuối tuần sau, nhiệt độ trung bình ở ngay tại các khu vực miền duyên hải của Nam California sẽ ở mức là 95 cho tới 108 độ, và có khi những nơi tại các vùng như Valley hay những cái khu vực ở ngay tại phía sau của miền lục địa, nhiệt độ có khi lên tới 103 đến 113 độ, thưa quý vị. Có những nơi lên tới 120 độ như những nơi như là Death Valley. Và cảnh báo từ bên phía sở dự báo của bên phía quận cũng cho biết rằng tất cả những yêu cầu những ai là coi ở lứa tuổi gọi là nhỏ, trẻ em hoặc là người lớn tuổi, nếu như không có việc gì cần thiết phải ra đường thì không nên ra đường, bởi vì sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái cơn nóng, bởi vì cái cơn nóng đến một cách rất là bất ngờ. Nên họ nói rằng chúng ta phải theo dõi cái tình hình nhiệt độ ở trong hiện tại nó như thế nào, thưa quý vị. Trong cùng lúc đó thì bản tin dự báo thời tiết cũng cho biết rằng nhiệt độ cao nhất vào hôm nay vẫn giữ ở mức nhiệt độ là khá chấp nhận được, thưa quý vị. 78 độ là cao nhất vào hôm nay, 63 độ là thấp nhất vào buổi tối. Tuy nhiên thì bắt đầu từ ngày mai cho đến cuối tuần này, quý vị sẽ thấy những cơn nóng, nhiệt độ lên tới 103, có những nơi quá tải lên tới cả 120 độ, thưa anh. Và không những là ở ngay tại Nam California, mà chúng tôi cũng biết được là ở ngay tại các khu vực miền đông của Hoa Kỳ cũng chứng kiến những cái đợt nóng tương tự như vậy. Bởi lẽ cũng đúng thôi, bởi vậy chúng ta đang đến với những ngày đầu của những tháng mùa hè, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, cơn heat mà đem đến một cái cơn nóng, lục nóng mà có thể giết người, đó là một trong những cái sự kiện mà tất cả mọi người đều phải chú ý sáng nay. Kính thưa quý vị, vào ngày mai có thể ở tại Dallas nhiệt độ lên tới khoảng 103 độ. Và dọc theo cái bờ biển của Đại Tây Dương từ Boston đi xuống New York cho đến xuống Miami, kính thưa quý vị, ở Boston nhiệt độ sẽ lên tới 91 độ, ở New York 89 độ. Và ở Washington DC cũng 95 độ cho North và South Dakota. Nhưng thưa quý vị, đó là một dãy toàn bộ tất cả những cái cơn heat dữ dội và có thể đưa đến một cái tình trạng giết người dễ dàng. Kính thưa quý vị, ngay tại Denver là một trong những thành phố ở phía trên cao mà thường thường là tuyết được bao bọc, nhưng hôm nay thì nhiệt độ cũng sẽ lên tới 97 độ, nằm ở trong những cái cơn heat mà toàn quốc của phía Hoa Kỳ từ phía Đông Bắc cho đến phía Trung phải chịu ảnh hưởng. Như là thành phố Houston, kính thưa quý vị, Houston hôm nay sẽ lên tới 97 độ. Wow, hôm nay như vậy không có một cái chỗ nào dưới 80 phòng anh Tuấn ha. Dạ vâng, thưa quý vị, những nhiệt độ cao như vậy kèm theo với những lời cảnh báo từ bên phía các nhà chức trách, đó là họ nói rằng quý vị nên cẩn thận, và cũng như là nếu như quý vị chở con cái quý vị đi ra ngoài thì đừng quên con cái của quý vị, nhất là khi còn nhỏ, khi mà ngồi trên cái baby seat thì hay quên lắm, thưa quý vị. Thì các giới hữu trách họ nói rằng quý vị đừng cố coi như là bất cẩn để rồi quên con cái ở trong xe. Bởi vì người ta dự tính như thế này, thưa quý vị, nếu như ngoài trời ở mức gọi là 90 độ đó
Thì khi mà quý vị để đồ vật gì hoặc là nhiệt độ trong xe của quý vị chỉ trong vòng 5 phút thôi, thì bởi vì sức nóng và hấp thụ nhiệt, cái nhiệt độ ở phía bên trong có khi lên tới 130 độ, kính thưa quý vị. Cho nên thành thử ra, bất kể là một giây phút nào chúng ta quên con cái hay quên kể cả vật nuôi nữa, ở ngay tại California, quý vị mà quên vật nuôi cũng sẽ bị phạt giống như là quý vị đã bị ngay trước đó thôi anh. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị tất cả những sự kiện về World Cup 2018. Đến bây giờ thì trận đấu diễn ra giữa hai đội Thụy Điển và Thụy Sĩ ở những trận tranh cuối cùng của giải vòng loại 16 độ. Đây là hai đội ngang tài ngang sức của châu Âu và đã có một cái sự ganh đua ráo riết để làm sao họ có thể trở vào trong những thành phần có mặt ở trong vòng 8 đội. Và trận đấu hiện nay đang diễn ra trên các làn sóng của đài Fox cũng giống như đài Telemundo. Đó là một trong những sự kiện mà những người theo dõi bóng đá hôm qua thì chắc quý vị đã có một màn kinh ngạc với những chàng trai của xứ Phù Tang khi họ đã dẫn đầu trước 2-0, chỉ còn có 30 phút còn lại, nhưng sự may mắn đã không đến với đội Phù Tang và đội Mỹ đã anh dũng với một cái ý chí kiên cường của họ lật ngược được thế cờ. Và kính thưa quý vị, bàn thắng cuối cùng của đội Mỹ chỉ vòn vẹn diễn ra trong 12 second khi bóng lăn ra khỏi tay thủ môn của đội Mỹ và đi vào khung thành của đội Nhật Bản. Đó là một cái điểm đau buồn cho đội Nhật Bản khi họ đã chiến đấu, có thể nói một cách dũng cảm, họ được chọn là những người gọi là fair play, một chơi một cách rất là lịch sự. Bây giờ thì quý vị qua ly cà phê sáng cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng Việt, trước tiên chúng ta hướng đến Thái Lan, chuyện gì đã và đang xảy ra tại Thái Lan. Sở dĩ anh em chúng tôi chọn cái sự kiện này gửi đến quý vị vì chúng tôi quan trọng và nghĩ đến cái sự quan trọng rất nhiều về mạng sống của con người. Kính thưa quý vị, 12 em tuổi từ 10 đến 13 tuổi trong một cái đội bóng đá ở thành phố Chiang Rai cùng với người huấn luyện viên của họ sau khi tập dượt đạp xe đạp đã đi vào một hang động. Và kính thưa quý vị, 10 ngày qua họ đã không nghe một cái tin tức gì. Tất cả thân nhân của họ nghĩ rằng họ đã ra đi không bao giờ có cơ hội gặp lại. Nhưng một làn sóng nhẹ nhõm đã lan tỏa khắp thế giới khi một lời nói phát hiện ra rằng 12 chàng trai và huấn luyện viên bóng đá của họ hiện nay bị mắc kẹt trong một hang động ở Thái Lan đã được tìm thấy vẫn còn sống sót. Nhóm bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước trong hệ thống hang động gọi là Tham Luang Nang ở miền Bắc của Thái Lan trong hơn một tuần. Nhưng cơn sốt của sự phấn khích đó giờ đã trở thành một cái sự lo lắng. Lo lắng là như thế nào? Kính thưa quý vị, nó sẽ không dễ dàng nhận được chúng ra. Và cái thứ nhì nữa là cách duy nhất là phía ngoài đã bị ngập lụt và cái nỗ lực bơm nước ra khỏi cái hành động đã bị thất bại vì những cái cơn mưa tới tấp vẫn đổ xuống ở trong các hang động. Làm sao để đưa các em ra khỏi những hang động khi mà nước vẫn bao vây chung quanh và bùn lầy vẫn còn ở đó? Đó là một trong những cái vấn đề khó khăn nhất mà hiện nay toán cấp cứu hiện nay đang còn phải đối phó. Chính ngay chính quyền của Thái Lan cũng cho biết rằng đến bây giờ thì chúng ta được biết tin là các em vẫn còn sống và hiện họ đã tiếp tế những cái thức ăn cũng giống như cái loại thuốc kháng sinh cho các em. Tuy nhiên, điều mà người ta nói rằng không có thể dễ dàng để đưa các em ra khỏi cái hang động trong ngày 1, ngày 2, thưa anh Tuấn. Kính thưa quý vị, câu chuyện xảy ra khi mà một đội bóng từ 11 cho tới 16 tuổi và một người huấn luyện viên dẫn các em đi vào những cái khu núi trong cái khu hang động mà quý vị nhìn trên cái hình bản đồ sẽ thấy. Thì như quý vị biết rằng đây là những cái khu vực mà thám hiểm và du lịch. Tuy cái khu hang động này được cho phép đi vào nhưng kèm theo với những lời cảnh báo rằng nếu như vào những cái mùa mưa thì không nên vào bởi vì là nước khi mà đổ xuống thì sẽ gây ngập hang. Nhưng mà tuy nhiên thật không may mắn khi mà đội bóng nhỏ này đi vào trong hang động thì bỗng nhiên một ngày hôm đó những cái cơn mưa ào ạt trút xuống và chuyện gì đến đã đến thưa quý vị, hang ngập hết. Thì quý vị biết rằng ở trong hang đó thì có những cái chỗ sâu, chỗ cao, thì bởi vì nước ngập quá sâu thành thử ra cái chỗ sâu nhất đã bị ngập nước và tích luôn cái lối mà những người những cái đội bóng này đi vào, tức là cái lối vào bị bịt kín. Như vậy đồng nghĩa với việc các em đã ở trong hang này cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 10 thưa quý vị. Bên phía lực lượng cứu hộ của Thái Lan và được huy động bởi các lực lượng cứu hộ quốc tế, trong đó có cả Hoa Kỳ và Úc,
đã huy động hết gần như toàn bộ những lực lượng với những công nghệ tối tân nhất. Họ vừa hút nước ra rồi họ vừa huy động những người người nhái để chui vào, thì họ đã tìm thấy các em trong cái hoàn cảnh như thế này. Thưa quý vị, 9 ngày vừa qua các 12 chàng trai không có bất kỳ một cái thức ăn nào vào trong bụng cả, thì bây giờ họ mới lập ra những cái kế hoạch như thế này. Thứ nhất, đó là họ nói rằng họ sẽ có thể khoan một cái lỗ, khoan một cái đường thoát từ phía trên cao đi xuống. Nhưng họ nói rằng cái việc này là gần như có nghĩa là bất khả thi. Bởi thứ nhất, phải đưa những cái hệ thống máy móc cực kỳ gồ ghề và nặng từ trên cao đi xuống, và họ cũng không biết được cái khu vực địa chất ở đây như thế nào. Thứ nhì, họ có thể bơm nước ra, hoặc là họ có thể đào tạo các em này trong một lớp huấn luyện gọi là lặn dưới nước, một cái lớp cấp tốc. Bởi vì họ nói rằng bây giờ nếu như chờ nước rút đó thì khoảng từ 3 cho tới 4 tháng. Thì bây giờ phải đào tạo các em biết cách lặn, rồi từ đó đưa các em với các bình dưỡng khí và các em chui ra thôi. Nhưng việc này cũng khá là khả thi luôn, bất khả thi luôn, bởi vì không có ai trong 12 chàng trai này được đào tạo về lặn, và thậm chí có em còn không biết bơi nữa. Nên bây giờ tất cả mọi người trong cái họ nói là liều cơm gấp mắm mà thôi. Tức là bây giờ họ chỉ cần tiếp tế thức ăn bằng những cái loại gel chất lỏng, những cái loại năng lượng, thức ăn thực phẩm bổ sung, để các em có thể đầu tiên là để cho các em cái bụng được no, rồi sau đó mới có tinh thần, rồi sau đó họ mới bắt đầu tìm cách giải quyết khác lên. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện hấp dẫn sự chú ý của toàn tất cả những người cứu hộ và những cái nhóm thợ lặn ở khắp nơi trên thế giới. Con đường mà họ có mặt ở trong hang động cho đến cái lúc xuất phát là nó đã trải dài tới 6 mai, kính thưa quý vị, gần trên 9 cây số. Wow, đây là một trong những sự kiện. Nhưng với cái sự quan tâm của tất cả những người trên thế giới, hy vọng 12 em bé và một người huấn luyện viên, mạng sống của họ sẽ được bảo toàn. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng. Chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.